Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Không dính Việt Á, Vương Đình Huệ dính vào vụ án khác, khui ra. Tiêu cực ở Bộ Giáo dục và Đào tạo của Việt Nam là những tiêu cực chồng chất từ nhiều đời bộ trưởng trước đây. Ít nhất là 3 đời bộ trưởng trước ông Nguyễn Kim Sơn đã để lại những sai phạm này. Sai phạm nhiều nhất bắt đầu từ thời ông Nguyễn Thiện Nhân, ông Phạm Vũ Luận, rồi đến ông Phùng Xuân Nhạ. Theo nhiều nguồn tin cho biết, khả năng nhiệm kỳ của Nguyễn Kim Sơn sẽ gánh sai phạm chồng chất từ 3 người tiền nhiệm để lại. Có khả năng sau khi thanh lọc những sai phạm của Bộ Y tế, ông Trọng lại cho củi Bộ Giáo dục vào lò để giữ lửa. Hiện nay chưa thấy báo chí tấn công mạnh vào giáo dục. Và mới đây báo chí nói nhiều về lợi khủng của nhà xuất bản giáo dục, như muốn nói rằng đây là việc đánh vào sai phạm nâng giá sách giáo khoa của Bộ Giáo dục trong thời gian vừa qua. Đây là hình ảnh ai đã ém câu chất vấn cứu Nguyễn Kim Sơn trước Quốc hội. Thực ra, sai phạm của Bộ Giáo dục trong những tháng gần đây không chỉ là sách giáo khoa, mà sai phạm lớn nằm ở việc tăng học phí. Bán sách giáo khoa cao giá cho dân nghèo thì có thể tìm mua sách cũ, nhưng nếu tăng học phí thì không ai thoát cả. Hồi đầu tháng 6, khi cuộc họp Quốc hội diễn ra, các đại biểu Quốc hội đã có trình hai câu hỏi lớn chất vấn ông Nguyễn Kim Sơn lên ông Chủ tịch Quốc hội. Một câu hỏi về lý do tại sao lại tăng học phí và một câu hỏi là lý do tại sao tăng giá sách giáo khoa. Tuy nhiên, chỉ có câu hỏi tại sao tăng giá sách giáo khoa là ông Vương Đình Huệ cho Nguyễn Kim Sơn trả lời. Còn câu hỏi vì sao tăng học phí lại bị ém đi. Điều này có thể nói ông Vương Đình Huệ đã cứu ông Nguyễn Kim Sơn một bản thua trông thấy. Vấn đề tăng học phí làm cho người dân rất bất bình từ Bắc đến Nam. Đại biểu Quốc hội cũng vô cùng bức xúc. Tuy nhiên, ông Vương Đình Huệ đã khéo léo ém đi để sau đó ông Nguyễn Kim Sơn tìm cách khắc phục. Không biết có phải vì lợi ích gì hay không, nhưng ông Vương Đình Huệ ra tay cứu ông Nguyễn Kim Sơn là điều không thể qua mắt được một số nhà quan sát chính trường Việt Nam. Đây là hình ảnh ông Vương Đình Huệ tại Quốc hội của Việt Nam. Trong cuộc chiến cung đình, hiện nay ông Nguyễn Phú Trọng vẫn làm chủ cuộc chơi. Với cái lò trong tay, chưa ai vượt qua ông Trọng về sức mạnh chính trị. Trong tứ trụ hiện nay, ông Chủ tịch nước và ông Thủ tướng đang bị tai tiếng nhiều nhất vì việc vụ Việt Á nổ ra. Còn lại, ông Vương Đình Huệ được xem là sạch nhất. Cho đến bây giờ, không có bằng chứng nào cho thấy ông Huệ có liên quan đến Việt Á. Việc mở rộng điều tra có liên quan gì đến ông Vương Đình Huệ hay không thì cũng chưa thể biết. Trong Đảng Cộng sản Việt Nam, người ta hay tránh né những người dính chàm để tránh liên lụy. Họ có xu hướng đổ tội chứ không bao giờ chui đầu vào giỏ chịu tội chung với đương sự. Việc ông Vương Đình Huệ có ý giải vây cho ông Nguyễn Kim Sơn là câu hỏi to tướng. Hiện nay vẫn chưa có sai phạm nào chỉ đích danh ông Nguyễn Kim Sơn, nhưng hướng đánh tới ông Nguyễn Kim Sơn thì đang manh nha hình thành. Ông Vương Đình Huệ đang bao che cho ông Nguyễn Kim Sơn là dấu hiệu có quyền lợi liên quan. Trên chính trường, ông Nguyễn Phú Trọng thì đã quá già, ông Nguyễn Xuân Phúc thì dính tiêu cực Việt Á quá nặng. Còn lại ông Chính nhờ nắm chức thủ tướng đầy quyền lực nên có thể lướt qua vụ Việt Á khi đó. Tuy nhiên, sau vụ Việt Á và thông tin mật bị bại lộ, ông Thủ tướng Việt Nam đang có bước lùi trước ông Chủ tịch Quốc hội, bởi ông Chủ tịch Quốc hội được xem là sạch hơn. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Kim Sơn. Với dấu hiệu bao che cho một ông bộ trưởng đầy tiêu cực, nếu ông Phạm Minh Chính không nhắm vào đây khai thác, thì rất có thể ông sẽ phải để cho đối thủ vượt qua, và không biết chừng đến đại hội đảng tiếp theo, ông Vương Đình Huệ lại vượt ông Chính và chiếm chiếc ghế của ông Nguyễn Phú Trọng. Làm Tổng Bí Thư là đỉnh cao nhất của sự nghiệp chính trị của một quan chức Đảng Cộng sản. Hiện tại, nó là cuộc đua song hành của Phạm Minh Chính và Vương Đình Huệ. Nếu xảy chân thì bất kỳ ai trong hai người này cũng có thể bị bỏ lại phía sau. Và hãy đợi xem có thế lực nào dám chọc mạch và đưa vào manh mối có dấu hiệu sai phạm của ông Vương Đình Huệ hay không. Chính trường Việt Nam luôn có rất nhiều bất ngờ. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin bị ông Tổng dí lò vào mặt, Nguyễn Kim Sơn tìm nước chữa lửa. Trong những ngày vừa qua,
hàng loạt tờ báo đã đăng về lãi khủng của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam. Cụ thể như sau. Vào năm 2021, mặc dù trải qua đại dịch, nhưng nhà xuất bản giáo dục Việt Nam vẫn đạt doanh thu hơn 1.800 tỷ đồng, lãi ròng tới 287 tỷ đồng, chủ yếu nhờ phát hành sách giáo khoa. Trong đó, nguồn thu từ hoạt động phát hành sách giáo khoa, sách tham khảo, xuất bản ấn phẩm khác chiếm tới 97%, còn lại thuộc về nguồn thu từ hoạt động tài chính và thu nhập khác. Đây cũng là mức lợi nhuận cao, vượt qua con số dao động bình quân từ 120 cho đến 150 tỷ đồng của những năm trước đây. Đây là hình ảnh thông tin báo chí đang nhắm vào nhà xuất bản giáo dục. Đây được xem là bài đánh vào tiêu cực của Bộ Giáo dục do Nguyễn Kim Sơn đang làm bộ trưởng. Sau đại dịch, người dân rất khó khăn, thời kỳ bão giá đang bùng phát. Vậy mà ông Nguyễn Kim Sơn còn chỉ đạo cho Bộ Giáo dục cho tăng giá bán sách giáo khoa và tăng thêm học phí. Quyết định này đã được đại biểu chất vấn ông Sơn ở kỳ họp Quốc hội trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên, ông trả lời không làm hài lòng đại biểu, cũng không làm hài lòng nhân dân. Người dân vốn rất nhiều người nghèo, giờ đây ông Nguyễn Kim Sơn còn ra quyết định có dấu hiệu trục lợi nhắm vào dân. Với kinh nghiệm làm chính trị, chắc chắn ông Nguyễn Kim Sơn sẽ ngửi thấy mùi chẳng lành. Trước khi nhắm vào cá nhân nào, ông Tổng thường cho báo chí xung phong đánh trước, rồi đến Trung ương Đảng vào cuộc và sau cùng là đến công an. Khi báo chí lên tiếng thì ý đồ triệt hạ mới bắt đầu. Nếu ông Nguyễn Kim Sơn không chênh tay chữa lửa, thì cái lò của Nguyễn Phú Trọng sẽ áp sát vào mặt, khi đấy không còn đường mà thoát thân. Hiện nay, vụ Việt Á đang cung cấp nguồn củi rất dồi dào cho ông Tổng đốt. Ngành giáo dục và ngành y tế là hai ngành chính tiêu cực lộ liễu nhất. Trong khi đó, ông Tổng đang dùng lò đốt hàng loạt củi khô lẫn củi tươi ở trong ngành y tế. Việc lò đốt củi ngành giáo dục e chỉ là vấn đề về thời gian. Có lẽ ông Nguyễn Kim Sơn đã hiểu ra điều đó. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Kim Sơn đang quay ngoắt 180 độ để xuất giảm miễn học phí cho học sinh. Có lẽ đã ngửi thấy mùi bất thường đến ngày 4 tháng 7 tại cuộc họp chính phủ với các địa phương, ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn nói rằng ước tính 5,5 triệu học sinh trung học cơ sở và học phí bình quân 2 triệu đồng mỗi năm học, ngân sách sẽ cấp bù gần 11.200 tỷ đồng mỗi năm học. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất miễn toàn bộ học phí cho học sinh trung học cơ sở trên toàn quốc từ năm 2022 đến năm 2023. Nếu thực hiện đề xuất, ngân sách nhà nước phải tăng thêm 25.200 tỷ đồng trong 3 năm, từ năm 2022 đến năm 2024. Đây là bước đi có tính chữa cháy, bởi tại kỳ họp Quốc hội vừa qua, đại biểu chất vấn không chỉ vấn đề giá sách giáo khoa mà còn cả vấn đề tăng học phí. Nếu không cảm thấy điều bất thường thì không đời nào ông Nguyễn Kim Sơn lại quay ngoắt 180 độ đề xuất miễn giảm học phí cho học sinh. Theo báo chí, trước đề xuất này, ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đã giao các cơ quan phối hợp nghiên cứu đánh giá kỹ tác động. Bộ Tài chính tính toán các vấn đề liên quan đến ngân sách theo tinh thần là cần rà soát có lộ trình điều chỉnh học phí cho phù hợp, không gây khó khăn cho người dân và học sinh. Với cấp mầm non, trung học phổ thông vào năm học 2022-2023 thì Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất cơ sở công lập chưa tự đảm bảo chi tiêu thường xuyên ổn định như học phí ở năm trước. Cơ sở đảm bảo chi thường xuyên được xây dựng mức thu học phí trình cho Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh xem xét và phê duyệt. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Kim Sơn đang cố chữa lửa. Các địa phương đã ban hành mức thu học phí vào năm học 2022-2023 mà cao hơn năm trước thì điều chỉnh lại theo mức cũ. Từ năm học 2023 đến năm 2024, Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh khung mức học phí mầm non và trung học phổ thông theo chỉ số giá tiêu dùng hàng năm. Như vậy là đề xuất của ông Nguyễn Kim Sơn đang được xem xét. Tuy nhiên, việc gỡ cái lò của ông Trọng ra khỏi Bộ Giáo dục có được hay không thì cũng phải chờ. Bởi ông Nguyễn Phú Trọng đang quyết đốt hết tương lai của Nguyễn Kim Sơn, rất khó nói.